Trước thềm năm mới Xuân Bính Thân 2016, Vĩnh Đăng trân trọng gửi lời cảm ơn đến các hãng phim, các nhà sản xuất, các đạo diễn và chị em nghệ sĩ và khán giả gần xa đã luôn yêu mến và ủng hộ Vĩnh Đăng trong suốt thời gian qua. Nhân dịp Xuân Bính Thân, Vĩnh Đăng cũng gửi lời chúc Tết một mùa xuân an lành, hạnh phúc, đặc biệt là các chị em nghệ sĩ được tổ nghiệp yêu thương và phù hộ trên con đường nghệ thuật, lúc nào cũng tỏa sáng và có nhiều show và các dự án sắp tới luôn thành công. Vĩnh Đăng không quên gửi lời chúc Tết tới toàn thể khán giả khắp bốn phương đã luôn đồng hành và ủng hộ các chị em nghệ sĩ và Vĩnh Đăng trong suốt thời gian qua. Chúc cho khán giả được hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc, phát tài, phát lộc và lúc nào cũng yêu mến và theo dõi con đường nghệ thuật của Vĩnh Đăng. Vĩnh Đăng xin cảm ơn.